hiệu. Nụ cười niềm vui sáng trưa chiều, vượt mọi gian khó bao điều. Buồn vui bên nhau mãi tình yêu. Gia đình là nhà, là một nơi an yên la 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 quanh nhà. Gia đình là mẹ, là ba là con là chúng ta. Dù một ngày bước trên con đường dài, được vẽ mơ ước tươi sáng tương lai. Và một ngày sẽ quay lại đàn viên, hạnh phúc thiêng liêng, cuộc sống yêu. Anh cho em hỏi cái phòng thu tiền nằm ở đâu anh? Hình như là đằng đó đó anh. Là mấy phòng luôn anh biết, anh chỉ giùm em cái. Xin lỗi anh. Út Nhớ. Xin lỗi anh là Cường nè. Trời ơi, không nhớ hả quỷ? Nhớ nhưng mà họ không dám nhận, sợ thấy sang bắt quan làm họ. Trời ơi, quá tao chứ ai. Hồi xưa làm thợ hồ mặc đồ thấy gớm, giờ đứng nữa làm thầu làm cái nghe, giày bóng loáng, áo bỏ vô quần, đeo dính nịt, đeo đồng hồ. Quay vòng coi ngon mày. Trời ơi thơm phức luôn, thơm. Thử lại cái nữa coi, thơm á. Trời ơi dạo này làm gì giàu có dữ vậy? Nói chung là dài lắm, hôm nào có thời gian kể cho nghe. Còn hôm nay mình đến đây là gặp bác sĩ ở bệnh viện này, tại vì mình đi công việc cho ông và vợ mình. Ủa giờ làm qua bác sĩ luôn hả? Không phải. Thôi được rồi, ngồi xuống đây đi, tôi kể cho nghe. Ngồi đó đi, tao ngồi dưới do mày dạo này sao. Ủa, mày ngồi đấy đi, mày khùng quá. Được ngồi ngang hàng luôn hả? Trời ơi. Thiệt nha, không biết tao mày sao á, đợi chờ bao nhiêu lâu không bao giờ thấy về thăm, không bao giờ viết thư hay không bao giờ liên lạc, mà gặp trong những cái hoàn cảnh éo le không à. Tao xin lỗi nha, tại tao cũng có chuyện riêng. Lúc mới lên thành phố á, đi làm ngày đầu tiên á thì bị tai nạn, cái vô bệnh viện nằm mấy tháng trời luôn. Mày làm rồi mày bị tai nạn rồi mày có bị gì không? Có bị gì đâu, gãy tay gãy chân hai cọng ba sườn. Bị cái gì mà bị éo le dữ vậy? Gãy gì mà gãy bấy bá hết vậy? Nhưng mà nói chung á, trong cái rủi cũng có cái may. Lúc nằm bệnh viện á, thấy hoàn cảnh khó khăn quá, cái ông giám đốc bệnh viện á, ông cũng thương tình, ông cũng giúp đỡ nhiều, cũng chạy chữa tận tình, cho nên bây giờ phục hồi cũng gần như là hoàn toàn á. Gặp người tốt rồi. Trong lúc đó thì cái con gái của ông giám đốc á, ra vô chăm sóc tao, cái mối quan hệ khăng khít, sau đó cái ra viện cái thời gian ấy cưới luôn. Nằm bệnh viện cái ông giám đốc giúp đỡ, cái con gái ổng ra vô chăm sóc, ra viện cưới luôn. Lúc tao nghĩ đó cũng là cái số á. Rồi có con cái gì không? Được đứa con gái. Có con luôn? Ừ. Rồi hạnh phúc không? Chắc chắn là hạnh phúc đúng không? Cũng bình thường. Bình thường hả? Ừ. Tao thấy không có bình thường được. Sao vậy? Bao nhiêu người chờ đợi mày ở dưới quê, lo lắng, mong mày từng ngày. Hai đứa con mày, mày thành công, mày giàu có như ngày hôm nay, mày không về thăm nó. Rồi mày lập gia đình. Không nha. Mày làm vậy sao coi được? Tao xin lỗi.
Khi nào tụi nó cần tao sẽ đưa. Bởi vì tao biết chắc thế nào mày cũng đi nữa. Nó đang nằm ở trong bệnh viện kìa. Con đau lắm hả? Con ráng lên nha. Mổ xong là con sẽ hết đau liền con nha. Ráng lên nè. Con có chết không má ơi? Thôi đừng có nói tầm bậy. Con mổ xong là con sẽ khỏe, không có chết nghe không? Đừng có suy nghĩ tầm bậy nè. Nhưng mà con coi trong phim á, thấy người ta mổ bụng là chết luôn á má hai. Phim người ta phải làm ly kỳ hấp dẫn như vậy thì mới cuốn hút người xem chứ nha. Con không sao hết á, có má hai ở đây á là con sẽ khỏe thôi à nha. Đừng có sợ nha con nha. Cố lên. Dạ, con chào má hai. Ủa? Anh hai. Sao con ở đây? Con lên đây với ai? Dạ, con đạp xe đạp từ nhà mình lên đây á má. Trời đất ơi! Một mình con đạp xe đạp gần 10 cây số hả? Dạ. Ai biểu con đi vậy? Dạ, chị Hoài Hân kêu con lên đây xem anh Phong có bị làm sao không. Trời đất ơi! Đường thì xa, nắng mà con đi một mình như vậy nguy hiểm lắm con biết không? Để má về, má la chị Hân nha. Má, đừng có la chị Hoài Hân. Sao vậy? Dạ, con là con trai mà, làm cái gì cũng được hết. Anh hai con bữa nay cũng biết sợ, hết thành người gỗ rồi. Anh đang đau đó, đừng có chọc anh nữa. Dạ. Anh hai, anh đừng sợ, mổ ruột thừa không có đau đâu. Cái vết thẹo giống như con run thôi à. Sao em biết? Thằng Dũng bạn em á, năm trước nó cũng đi mổ ruột thừa. Mổ xong nó có cái vết thẹo dài dài giống như con run vậy á. Em hay lấy viết vẽ thêm vài đường vô cho nó nhìn giống con đít thôi. Trời ơi, có ghê lắm không? Không có ghê đâu, nhìn hơi mắc cười thôi à. Anh hai, anh đừng sợ. Thằng Dũng nó nói á, là trước khi mổ á, là bác sĩ chích thuốc mê rồi. Ngủ một giấc dậy là xong, nhanh gọn lẹ. Anh hai đừng sợ nha. Cố gắng lên nha con.
ngồi xuống nói chuyện thêm mấy câu nữa đâu. Nè, cuộc sống mới á, có tốt đẹp thì ráng gìn giữ, hạnh phúc vẫn là trên hết. Nhưng mà mai mốt lén lén tranh thủ thời gian về thăm hai đứa nhỏ, giả bộ nó đi công tác này nọ đó rồi về đây thăm nó. Mày chỉ cần báo trước tao một tiếng thôi thì tao chuẩn bị hết cái dưới này cho. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn nha. Mày còn câu gì khác để nói ngoài hai chữ cảm ơn không? Ráng nuôi dạy hai đứa nhỏ giùm. Có thời gian nhất định tôi sẽ về thăm mấy người. Thôi dẹp, tôi không cần mấy người thăm tôi, về thăm hai đứa nhỏ kìa. Thì mấy người là có mấy đứa nhỏ được nhớ nữa. Thôi về đi nha, ráng giúp giùm tôi đi nha. Tao tiễn mày đoạn.